Đây là công chúa Aurora với bộ váy màu hồng tuyệt đẹp. Để làm công chúa này, chúng ta cần có 158 mảnh ghép màu hồng đậm, 496 mảnh ghép màu hồng nhạt, 314 mảnh ghép màu vàng, 85 mảnh ghép màu vàng nhạt và 162 mảnh ghép màu trắng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nhé. Đầu tiên sẽ làm phần váy. Phần váy sẽ có 18 hàng. Hàng thứ nhất đến hàng thứ tư, mỗi hàng 50 mảnh ghép. Hàng thứ nhất 50 mảnh trắng ghép ngược, hàng 2, 3, 4 màu hồng nhạt ghép xuôi. Chúng ta ghép một lúc 4 hàng luôn. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Khi đủ 50 mảnh, chúng ta kết lại thành một vòng. Chúng ta đã được 4 lớp, mỗi lớp có 50 mảnh ghép. Lớp thứ 5 đến lớp thứ 9 sẽ có 40 mảnh ghép. Chúng ta giảm đi 10 mảnh, 5 mảnh sẽ còn 4 mảnh, giảm như sau. Lớp thứ 6, lớp 7, lớp thứ 8, lớp thứ 9. Lớp thứ 10 đến lớp 13, mỗi lớp có 30 mảnh ghép. Ta giảm từ 4 mảnh còn 3 mảnh như sau. Lớp 11, lớp 12, lớp 13, lớp 14, 15, mỗi lớp có 24 mảnh ghép, trong đó có 4 mảnh trắng. Chúng ta sẽ giảm 6 mảnh, 5 mảnh sẽ còn 4 mảnh. Lớp 15 sẽ có 8 mảnh trắng. Lớp 16, 17 sẽ có 20 mảnh. Chúng ta sẽ giảm xuống 4 mảnh và 20 mảnh là 20 mảnh trắng. Lớp 17, lớp 18 sẽ có 14 mảnh trắng. Chúng ta sẽ giảm xuống 6 mảnh nữa. Chúng ta xong phần váy, cái đến chúng ta làm phần thân. Phần thân sẽ gồm 13 hàng,
Hàng thứ nhất và hàng thứ hai mỗi hàng 14 mảnh ghép. Hàng thứ nhất 14 mảnh trắng ghép ngược. Hàng thứ hai 10 mảnh hồng đậm và 4 mảnh trắng. Hàng thứ ba đến hàng 11 mỗi hàng sẽ có 20 mảnh ghép. Chúng ta sẽ chèn thêm 6 mảnh như sau. Hàng thứ tư. Hàng thứ năm. Hàng thứ sáu. Hàng thứ bảy. Hàng thứ tám. Hàng thứ chín. Hàng thứ chín sẽ có một mảnh trắng. Bạn giống vị trí này. Màu vàng nhạt sẽ là màu da. Hàng thứ 10 sẽ có 2 mảnh màu vàng nhạt. Hàng 11 5 mảnh màu vàng. Hàng 12 và 13 mỗi hàng sẽ có 14 mảnh ghép. Chúng ta sẽ giảm lên 6 mảnh. Chúng ta chỉnh cho có độ trong phần thân. Hàng 12 sẽ có 4 mảnh trắng. Hàng 13 tất cả màu vàng. Chúng
ta chỉnh lại và xong bằng thân. Đây là phần mặt trước. Chúng ta sẽ làm phần đầu tóc. Phần đầu thì sẽ có da màu vàng nhạt và tóc màu vàng đậm. Phần đầu sẽ có 12 hàng. Hàng thứ nhất đến hàng thứ hai, mỗi hàng 20 mảnh ghép. Hàng thứ nhất 5 mảnh vàng nhạt, hàng thứ hai 6 mảnh vàng nhạt, hàng thứ ba 7 mảnh vàng nhạt. Chúng ta ghép một lúc 3 mặt 3 hàng. Đủ 20 mảnh, chúng ta ghép lại thành một vòng. Chúng ta được 3 lớp. Lớp thứ tư chúng ta có 24 mảnh, nên chúng ta sẽ chèn thêm 4 mảnh như sau. Và lớp thứ năm cũng có 24 mảnh. Thứ tư đến lớp thứ 10 chúng ta sẽ có 24 mảnh mỗi lớp. Chúng ta gắn lớp thứ 5. Lớp 5 có 7 mảnh vàng nhạt. Lớp 6 có 6 mảnh vàng nhạt. Lớp 7 có 5 mảnh vàng nhạt. Lớp 8 có 4 mảnh vàng nhạt. Lớp 9, lớp 10, mỗi lớp 24 mảnh màu vàng. Lớp 11 có 20 mảnh vàng, chúng ta sẽ giảm xuống 4 mảnh. Lớp 12 sẽ có 16 mảnh vàng, ta tiếp tục giảm 4 mảnh. Chúng ta đã xong phần đầu. Chúng ta sẽ làm mái tóc màu vàng. Để gồm 10 hàng. Hàng thứ nhất có 13 mảnh ghép xuôi. Hàng thứ hai sẽ là 12 mảnh. Hàng thứ ba sẽ là 11 mảnh. Mỗi hàng giảm xuống 1 mảnh.
phần mái tóc sẽ có 12 hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm hai cánh tay. Phần cánh tay sẽ gồm 15 mảnh ghép, trong đó có 5 mảnh màu vàng và 10 mảnh màu hồng, thế như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn các phần lại với nhau. Đầu tiên phần đầu, chúng ta sẽ dán mắt và miệng lên. Như vậy là chúng ta đã xong nàng công chúa Aurora. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.